cái năm ngoái ông Thao ông bán cái loại này 800 à, ông bán hết cả ruộng mới 800 này. Còn cái loại này là Văn Chấn, nhưng mà Văn Chấn Thái Bình. Thì ngay từ đầu tôi bảo Văn Chấn của tôi mà, hoặc là của anh em mà bảo đúng Văn Chấn ấy, thì nó không được cái lây như thế này đâu. Nó không được cái lây thoát cao như này đâu. Thoát cao như này này. Mà bọn này nó nhanh lắm. Đây này. Nói chung là nó vừa mới hết hoa. Khi nào phải hoa nó ấy thì mới phán đoán được là cái loại này nó nhiều hoa hay là nó ít hoa. Nhưng mà năm ngoái ông Thao ông ấy trồng như thế nó cũng hoa sai lắm ấy. Năm ngoái như cái hàng này là ông ấy bán tất cả là cả ruộng 800.000. Chả biết ở các nơi mọi người như thế nào. Cái dòng này là dòng cờ Văn Chấn, nhưng mà cờ lai. Văn Chấn lai. Lá nó thì đây này, đặc biệt điểm của nó đây này. Mà nói chung là có lẽ là bán mẹ thành đơn cờ thôi nhỉ. Có vườn thằng em cu chung thì có lẽ là nó to hơn thế này. Mà buộc vào đây này. Chứ còn nếu mà đổ như này là nó mọc mầm dọc thân đấy. Mọc mầm dọc thân đó. Ông bạn của chúng ta giờ này chắc là cũng còn đang xem chim sẻ đi nắng. Mẹ nó cũng nứt thân này, ai bảo là không nứt thân. Rồi. Nó cũng nứt đây. Có bán. Nó cũng nứt thân đây. Hôm qua ông Lâm ông bảo là cái dòng này không nứt thân. Gốc của nó nói chung là như thế này là nó tầm 3/4 đấy. Đây để đo cho. Quay sơ qua cái mô hình kinh tế mà lỗ tiền tỷ mỗi năm này. Nói đùa ấy, cũng không lỗ được, cầm chừng. Cái thời điểm năm nay thì nói chung là cầm chừng. Nó hàng này hàng tùy số lượng. Mà 350, 400. Bán lẻ thì có lẽ là nó mất công thì chắc cái thủy nó phải phẹt 700. Tôi không biết việc buôn bán đâu, nhưng mà báo giá sơ qua. Nhưng mà thường là ở cái này thì có mấy ai mua số lượng đâu. Toán mua lẻ. Mua lẻ thì nó khó như này này. Nếu mà báo giá lẻ nó cao quá thì anh em lại nãy bảo lãi lắm nãy lời. Với cả bán đắt mấy mà giàu. Đấy, và cái người mua số lượng, người ta bộp vào một phát, người ta bảo mẹ bán cao như này thì các sản phẩm khác nó cũng cao. Đấy, cho nên là nó mất tính chính danh. Còn báo giá thấp quá thì toàn ông muốn mua một cây. Mua một cây một. Cây một thì làm sao mà 300-400 được. Bảo anh em chúng nó còn chả đánh rồi. Này, mất công thợ công thiếc ấy. Mẹ nguyên tiền đánh nó ra ấy rồi. Thường là thế mà. Báo giá số lượng thì ví dụ như là 350-400 thì 350 chẳng hạn. Xong rồi các bạn lại. Con này sâu đục thân từ đéo đâu này. Ôi. Báo giá số lượng thì các bạn mua lẻ một cây thì bảo là mua một cây thì 700. Tức là báo giá số lượng là 350 chẳng hạn. Các ông bảo thôi cố gắng giúp em đi. Lấy em 400 được. Đấy con này sâu đục thân này. Cái năm ngoái thì là ông Thao ông ấy bán cái dòng này 800.000. Ông bán cả ruộng. Còn bây giờ tôi đang xem nó có ra hoa từ lách không. Tại vì như thằng cu em Lâm ấy, nó dành cả tuổi thanh xuân nó trồng mẫu đơn, nhưng mà nó lại không trồng được cái loại này. Nó không trồng cái loại này. Cái loại này nó nhanh lớn lắm. Mà dần dần nó nhanh lớn như này xong rồi. Xong rồi cái dòng Văn Chấn kia thì nó chậm lớn. Xong rồi lại không có những cây thoát thân cao như này. Không có những cây như này. Đợt tí là ông Thao ông bán 800 hay 850. Thì là dòng Văn Chấn kia nó sẽ bị đào thải. Đéo ai làm. Làm nó mất bao thời gian. Giá thì rẻ. Giá ngược hơn cái bọn này thì người ta sẽ chọn bọn này trồng. Nhưng mà tìm cái dòng cành kia thì mẹ bao giờ mới được một cành như này. Cho nên ngày xưa khi mà tôi phân biệt là cái dòng này với cái dòng Văn Chấn thì tôi lại sợ động chạm vào anh em. Mình chỉ biết là nháy nháy hấp háy như thế thôi, chứ còn cái tính mình nó nhát, không chịu được áp lực. Mà toàn anh em. Anh em nhà mình đã đành, nhưng mà cả một cái tập thể ở dưới Thái Bình. Cả một tập thể bán mẫu đơn. Người ta cứ dựa vào lá tròn này này. Lá tròn với lá dài. Để người ta phân định là Văn Chấn. Đấy.
Xong cái đợt cái dòng Văn Chấn Thái Bình này nó về thì mình bị ngợ. Về sau ông Thao ông mới bảo vào dòng này tao lấy từ Thái Bình. Thế mình mới lại đặt tên là cái dòng Văn Chấn Thái Bình. Còn bây giờ ví dụ như là các cái nhà vườn mà chuyên bán mẫu đơn, ví dụ như là ông anh hơn tôi chắc là mấy tuổi đây, cái gì nhà vườn Trung Kiên Trung Kiếc gì ấy, thì người ta lại đặt là Văn Chấn lá nhựa hay là Văn Chấn gì đây. Hôm qua nói chuyện thì ông Đâm ông bảo là cái dòng này nó không lứt thân, nhưng ai bảo không lứt. Ô mẹ, lứt túi bụi luôn ấy. Lứt túi bụi luôn. Đây, lứt túi bụi. Con dòng Văn Chấn kia là nó khó có cái loại thoát cao như thế lắm. Đây này, lứt túi bụi lên luôn này. Túi bụi. Ngày xưa nha, mẹ một cành chiết còn bé tin mình đã bán 100.000 cái cành chiết, hơn 100.000. 100.000 với 150. Cái loại Văn Chấn này. Làm sao mà được những cái loại như này, cành chiết ấy, chưa biết về mọi người có ấy không, nó tức là nó mới ra dễ, nó ra dễ. Ở đây ngày xưa bán thằng quy em bán 70 mấy cả 80 tranh nhau đấy. Nhưng mà nó xuất hiện cái dòng này nè, đây nứt thân túi bụi luôn này, không nứt thân. Nứt này. Này bảo không nứt. Còn thằng quy em nó bảo là da cá sấu thì, tôi có ảnh của cái kia rồi, tí tôi chụp cái bọn này cho các ông gọi là bác học về các cái dòng đơn. Mẹ nó có chăn chủ trở đủ lớn như mình không? Này, nứt đầy. Mà nứt túi bụi như này không nứt. Còn da cá sấu thì tôi không biết, nhưng mà vừa rồi tôi có cái ảnh tôi chụp rồi. Tôi chụp cái dòng đơn Văn Chấn kia rồi. Cái dòng Văn Chấn kia thì được mỗi cái là cái, tức là cái cành này này. Các bạn nhìn cái dòng cái cành này. Nó rụt ra rụt dịt, chỗ này nó đã phân tay phân ấy rồi. Tức là nó không có những cái tược nó dài được như này đâu. Mà nó cứ rụt già rụt dịt, nó rụt ra đây nó lại phân tay phân ấy. Nó chỉ đến đây này, là hết cảnh. Cái dòng ấy nó như thế. Nó cứ rụt già rụt dịt, nó rụt già rụt dịt. Còn bảo là cái dòng này không nứt thì không phải đâu. Cũng nứt túi bụi luôn này. Vỡ thân nứt này, nứt túi bụi luôn. Còn giá bọn này đầy, nứt này. Nhưng mà thằng cu em hôm trước nó bảo là cái dòng ấy là nó dòng nứt cá sấu. Còn cái dòng này nứt nhưng mà nó lứt, gọi là lứt không có quy hoạch. Tôi cũng chưa biết đâu, tôi chụp ảnh rồi để tí nó về cho mọi người xem ảnh, nhìn cho nó rõ. Nhưng mà muốn so sánh nha, phải đặt hai cây gần nhau. Một cây là Văn Chấn xịn, một cây là Văn Chấn nai này. Nhưng mà về lâu về dài thì cái dòng này nói chung là nó, cái dòng Văn Chấn ấy ít người có, cho nên là người ta muốn mua để người ta sưu tầm. Như anh Tiến Trà hôm trước đánh cây với ông Lâm. Ông Lâm cứ cười khành khạch ấy. Mà mẹ tao bán cho nó lại lên mạng, nó bảo là tôi đi bảo tồn giống mẫu đơn. Bảo tồn mẹ gì, cuối cùng có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Thậm chí là bán hết xong rồi lại mua thêm, lại bán tiếp. Nhưng mà cái dòng ấy theo tôi là dần dần. Mà bây giờ có lẽ người ta sẽ nghiêng hết. Con đơn vàng này mà cùng giá là các bạn múc được đấy. Mà ngày xưa những cái loại này toàn hơn triệu. Năm ấy. Và cái dòng này thì nhiều người trồng, người ta bảo đơn vàng nó chậm hơn. Nhưng nhiều người này bảo là cũng như nhau thôi, nó cũng không chênh lệch nhiều. Ba lít rưỡi. Tùy theo số lượng như thế nào. Chắc là bán từ 10 cây thì cái thủy nó sẽ bán 400. Bán để chạy chợ thì thôi 350. Ơi đi đo cây đo. Cao thì nói chung là nó như thế này nè. Để tôi lấy thước. Mẹ mà bán 300 thì nó buồn cười quá nhỉ. Đây, cây này nó không có ấy, nhưng cây này nó ngót. Cây này ngót. Có ở đây cả gia tài hình như có mỗi một cây đơn vàng. Mẹ đéo dựng cọc, nó đổ nghiêng đổ ngả. Xưa còn Việt Anh nó còn có hai cây cái kiểu này, nó làm bàn trà cơ. Đây này, đo cây này nó đỡ có cọc. Có cây nó ngót hơn một tí, tí vẫn sẽ đo. Đây, này nó vẫn ra từ lách đây. Chả biết là giờ này đơn ở mọi người thế nào. Vừa rồi bố em Hùng bảo là sao bọn Thái Bình nó vẫn cứ lên đây nó lấy đơn này. Hai bố con tao đánh mấy nghìn cây. Đéo biết tình hình thế nào. Kiểu tôi mới tái hòa nhập cộng đồng được có mấy ngày thôi. Con này trông như vậy thôi, không có cọc như này thôi, nhưng mà nếu mà nó không gãy thì nó cũng là tác phẩm rất ối rồi. Nhưng mà các bạn phải để ý, nếu mà nó như thế này là nó mọc, nó bị ép ấy. Nó bị ép thế là nó ra hết mầm ở dọc thân này. Bình thường nếu mà nó không đổ như này là nó không ra mầm mấy đâu. Nhưng mà nó đã đổ như này là nó ra đấy. Nó đã đổ như này này, không khác gì chúng ta vặn. Vặn thì nó tức. Nó ra hết ở đây này. Con này nếu mà thành người
con này mà mai sau mà thành người đây này, mầm này. Con này mai sau mà thành người, cái này này nó theo cái hướng nào nó mọc lên xong nó đón ánh sáng, thế là dần dần là các cái này này, các cái mầm nó mọc lên nó đón ánh sáng là nó mọc ngược lên như này. Và nếu mà không dựng cọc thì con này mà thành người là nó thành ra là cây nghiêng bản trà. Đấy, kiểu vậy. Nghiêng bản trà. Hứa với bạn nó mà quay đơn cho bạn nó mà. Đéo quay, hôm nay mới quay. Còn lứt thì tôi bảo là lứt nha, có lứt nha. Có lứt chứ không phải không lứt đâu. Không phải trơn đâu mà nó có lứt. Còn cái việc là lứt xong có quy hoạch như kiểu ra cá sấu không thì tôi không biết. Bây giờ mới tái hòa nhập cộng đồng nhưng mà đơn này tôi cũng không hứng thú lắm hay sao. Nhưng người anh em người ta chuyên về một cái vấn đề gì, người ta ta bán nó dễ. Mình mà không chuyên, mình cứ bán cái nọ cái kia thì cứ bán lẫn cái nọ cái kia, nói chung là cũng sống được qua ngày. Vanh gần 10. Đây là đo phía trên, không đo bệ. Cứ cho từ 9 đi. Cái này được 9 này, cái này 9 này. Đấy, 9 đi, cứ cho từ 9 đi. 9 rưỡi, cái này 9 rưỡi. Nói chung là tầm 10. Thoát thân thì ấy. Đo phía trên đấy, còn không đo cái bệ đâu. Nó thoát thân từ 80. Thoát thân từ 80, nây đều. Thẳng tuột. Không sẹo. Cái này là ưu tiên đánh sau. Đấy. Cao cây thì như thế này, phải đứng trên như thế này. Nó tầm 1,5 m. Cả bầu nó tầm rơi vào tầm 1,6 m, 1,7 m. Đây. Để cho thằng kia thì cây kia đằng sau là ấy hơn. Mà nó cũng như nhau. Giá như thế này. Nói chung là theo tôi là cái thủy nó vào rẻ. Tám thoát 84. Tán thì đéo, ngày xưa bán hàng dễ thế, có thẳng nó ra nó rung cho, bây giờ toàn một mình. Tán đây. Cái con này thước đảo. Thước 25.000 cho nên là đéo có cái gậy nào. Đây đây đây. Đây. À, muốn bán cây được là nó phải như thế. Chứ ví dụ như là không đo xong rồi, thực ra là người ta sẽ chụp ảnh cơ, người ta không đo như này. À, mình vừa đo xong mình vừa diễn trò mấy cả, nói chung là người mua người ta muốn tương tác thật. Người ta ấy. Đấy. Đéo phải. Là phía trên. Thừa rồi. Thừa rồi, thừa rồi. Đến cái mấu này. Đúng rồi đấy. Ơi. Bảo bố bấm lên chỗ này. Không, lúc sau là hết sạch hàng rào. Nhà hàng xóm này cũng khổ lắm. Một lúc sau là hết sạch hàng rào chứ sao. Đéo, thằng này nó đéo có cái gậy nào sát đây. Nó cũng sát hết dung lượng rồi đấy. Còn loại con này nữa cơ. Đời đời. Đây ơi. Mẹ.